Chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ chế một cái sạc dự phòng 10.000 mAh mà dung lượng chuẩn luôn các bạn nhé. Mình có đặt mua quả pin này ở trên mạng này. Nó chỉ mấy chục nghìn thôi. Này mình nhớ hình như là mình mua là đâu tầm khoảng 70.000 gì đấy. Và cái mạch sạc này, mạch sạc này là cái mạch sạc nhanh các bạn nhé. Mạch sạc nhanh quick charge. Mình cũng mua lại ở trên sàn thương mại thôi đấy, nên là có cổng USB 2.0 nhá, một cổng Type-C và một cổng micro USB này đấy. Thì mình không biết là nó có sạc nhanh thật không, và mình thấy cái mạch này khá là dày đấy, dày dặn đấy đấy. Thì tổng chi phí của cái combo này đâu đó tầm khoảng trên dưới 100.000 thôi đó. Hơn 100.000 tí. Thì hôm nay mình sẽ chế một cái sạc dự phòng mà đơn giản nhất các bạn nhé. Đấy, thì quả pin này mình đấu sẵn dây rồi, pin này khá là đầm tay đấy, 10.000 mAh các bạn nhé, 10.000, đúng 10.000 luôn đây đấy, rất là nặng đấy, 3,7V 10.000 mAh. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành đấu các bạn nhé. Thì trên cái mạch này nó ghi BT cộng này, BT trừ này, thì mình chỉ việc đấu hai cái cực âm dương của cái pin này vào thôi là được. Đây mình đã phân sẵn rồi, rồi là dây đỏ là dây 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 dương và dây âm là dây đen các bạn nhé. Đấu bên này đi, đấu bên này cho nó đẹp. Sợ nhầm thôi. Đấy, sau khi mình hàn xong thì mình ở đây mình ngó thử các bạn nhé. Đấy, chắc chắn rồi. Đấy, mạch sạc đã lên các bạn nhé. Thì bây giờ trước khi mình đi vào cái khâu hoàn thiện cho nó đẹp đẹp một tí ạ, cho nó dễ cầm dễ sử dụng ạ, thì mình sẽ test thử các bạn nhé. Mình sẽ lấy một điện thoại của mình và mình sẽ cắm sạc để xem nó nhận mạch sạc các bạn nhé. Đấy, mình đang cắm vào nó hiện sáng nhanh các bạn nhé. Đấy, sáng nhanh luôn. Đây, các bạn có thể nhìn nhé, sáng nhanh nhé. Thấy không? Đó. Bây giờ mình sẽ đi vào cho nó gọn gàng một tí các bạn nhé. Mình đấu một cách đơn giản nhất thôi, mình làm cách đơn giản nhất thôi, đâm ra là mình không cầu kỳ đến cái mức mà hình thức nó cần quá phải đẹp đâu. Đấy, thì mình sẽ chỉ sơ qua thôi. Đấy, mình sẽ dùng cái băng dính hai mặt này, dính xốp này, mình sẽ dính vào cái mạch này. Đấy, mình dính cho nó che hết mạch đi các bạn nhé, che hết cái phần là linh kiện đi. Đấy, sau đó đơn giản mình sẽ dính vào đây thôi. Thế là xong một cái sạc dự phòng đơn giản các bạn nhé. Đấy, đây thì nó hơi nhìn nó hơi xấu xấu một tí, nhưng mà mình chế cái bộ này là chuẩn 10.000 mAh. Đấy, và nó cũng có sẵn quick charge 3.0 các bạn nhé. Đấy, quick charge đây, mình cắm vừa cắm mình test đấy, nó hiện sáng nhanh lắm. Đó, và cũng tuyệt vời hơn là nó có thêm cái cổng Type-C này, cổng Type-C và cổng micro USB để các bạn có thể sạc nhé. Đó, ok, mình tạm dừng video đây nhé. Thì lần sau mình sẽ
chế những cái thứ hay ho đó cho các bạn xem nhé. Đấy. Ok, nếu bạn thấy video hay thì cho mình xin một like và một subscribe các bạn nhé, một đăng ký kênh. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.